Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin kinh tế tâm lục phát tuần này. Sau đây là những tin chính có trong bản tin. Chung cư Hà Nội trung bình hơn 50 triệu đồng một mét vuông. Xôi động dịch vụ tua Tết 2024. Không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Thưa quý vị, thông tin về thị trường nhà ở CBRE cho biết Hà Nội có tổng nguồn cung căn hộ mới cả năm 2023 đạt 11.400 căn, đây là mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, trong đó 90% thuộc phân khúc cao cấp. Mức giá trung bình của các căn hộ mở bán mới tăng 14% theo năm và đạt khoảng 50,8 triệu đồng một mét vuông. Giá bán căn hộ tăng ngoài nguyên nhân do nguồn cung mới chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp. Một số chủ đầu tư có sự điều chỉnh tăng giá và mở bán thêm quỹ hàng ở các tầng cao hơn. Một số sàn giao dịch bất động sản cho rằng hiện nay nhiều người dân chuyển hướng mua căn hộ đã qua sử dụng do môi trường sinh sống ổn định, hạ tầng đầy đủ, có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Loại hình này liên tục được săn đón khiến giá bán không ngừng được đẩy lên cao ở hầu hết các quận, Thanh Xuân, Hà Đông cầu giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm Tây Hồ và một số huyện chuẩn bị liên quận, khu vực gần với các trục đường lớn. Không chỉ các phân khúc chung cư bình dân, một số dự án tầm trung cũng ghi nhận mức giá từ 45 đến 60 triệu đồng một mét vuông, nhiều dự án đang xây dựng cũng có giá bán rất cao từ 60 đến 62 triệu đồng một mét vuông. Giới chuyên gia nhận định, việc tăng giá chung cư là điều hoàn toàn có thể xảy ra ở thời điểm này khi mua về khi nhu cầu về nhà ở của người dân tại các đô thị lớn vẫn rất cao, trong khi nguồn cung khan hiếm, nhiều dự án bị đình trệ do vướng mắc pháp lý, do đó giá trung cư khó giảm, có thể vẫn còn tiếp tục tăng. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Do thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày, thế nên năm nay, tại thời điểm này, nhiều gia đình đã bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch trong dịp Tết. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, doanh thu du lịch lữ hành năm 2023 ước đạt 37,8 nghìn tỷ, tăng 52,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức tăng trưởng này, các công ty du lịch dự đoán càng gần Tết, thị trường này sẽ càng sôi động hơn nữa. Đại diện công ty du lịch Việt Travel cho biết hiện lượng khách tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Đa phần du khách mua vé combo máy bay phòng khách sạn với các điểm bay thẳng. Giá tour cũng được thiết kế đa dạng theo mức chi tiêu của khách cùng với các đơn vị du lịch lữ hành, nhiều địa phương cũng đang lên kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch ẩm thực đặc sắc nhằm đáp ứng nhu cầu vui xuân đón Tết 2024 của người dân và du khách. Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ thị triển khai công điện số 1437CDTTG ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh cũng như tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị cơ quan chức năng liên quan thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội xăng dầu Việt Nam và các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nghiêm túc triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp. Vụ thị trường trong nước theo dõi chặt chẽ việc thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2024 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thường xuyên kiểm tra đôn đốc của hướng dẫn, kịp thời điều chỉnh phân giao tổng nguồn xăng dầu phù hợp với tình hình thị trường và yêu cầu sản xuất kinh doanh tiêu dùng của người dân doanh nghiệp, bảo đảm chủ động tuyệt đối không để thiếu hụt đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội. Chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu và doanh nghiệp các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước có kế hoạch phương án kinh doanh bán lẻ xăng dầu khoa học, hợp lý, khả thi, bảo đảm đủ nguồn hàng để cung ứng, bảo đảm đủ nguồn hàng đáp ứng yêu cầu của thị trường bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục cho thị trường nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Dương lịch thì các công ty du lịch lữ hành của Trung Quốc đều ghi nhận mức doanh thu tích cực. Điển hình như là đơn vị Tong Travel báo cáo lượng khách nội địa đến các điểm đến có bằng tuyết tăng 194% so với năm trước. Trong đó thì các điểm đến suối nước nóng tăng 178% trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Theo dữ liệu của công ty du lịch trực tuyến Tuinu, Thành phố phía Bắc như là Cáp Nhĩ Tân, Trường Xuân, Diên Cát, Đại Liên và trong gian của Trung Quốc nổi lên như những lựa chọn phổ biến, thu hút đám đông háo hức đắm mình trong phong cảnh mùa đông đầy mê hoặc. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này, tập đoàn văn phòng đường sắt Thẩm Dương đã triển khai 45 chuyến tàu chở khách. Trong khi đó, tập đoàn văn phòng đường sắt Cáp Nhĩ Tân Trung Quốc điều động thêm 38 chuyến tàu đến nhiều địa điểm băng giá khác nhau, bảo đảm du khách sẽ có thể dễ dàng đến những nơi nghỉ dưỡng để tận hưởng vẻ đẹp của mùa đông được ví như là xứ sở thần tiên. Đặc biệt, phong trào du lịch trải nghiệm tuyết rơi đã lan rộng khắp Trung Quốc. Ở phía nam, khu vực núi tuyết Si Linh của Tứ Xuyên đã khai mạc lễ hội băng tuyết quốc tế Nam Quốc lần thứ 24, làm say lòng du khách. Trong khi đó, thành phố Trùng Khánh bắt đầu mùa đông với hơn 20 hoạt động đa dạng, cung cấp các trò chơi mạo hiểm như là trượt tuyết. Để kích cầu chi tiêu các khu vực trên khắp Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp khuyến mại cho du khách. văn phòng chính phủ vừa công bố kết luận của phó thủ tướng lê minh khái tại cuộc họp về vấn đề xử lý kiến nghị của bamboo airways tiếp nhận thông tin từ lãnh đạo của hãng này phó thủ tướng lê minh khái nhận định dù là doanh nghiệp mới thành lập nhưng đã tạo dựng được thương hiệu và chất lượng tốt có được thiện cảm của khách hàng tuy nhiên thương hiệu này đang gặp khó khăn hoạt động chưa hiệu quả thua lỗ trong thời gian vừa qua thủ tướng đã quan tâm và kịp thời chỉ đạo các bộ ngành cơ quan chức năng theo nhiệm vụ thẩm quyền xem xét và xử lý các kiến nghị đặc biệt trong cuộc họp mới nhất đã chỉ ra một số nội dung cần xử lý Phó Thủ tướng yêu cầu Bamboo Airways chủ động giả soát và xây dựng phương án cơ cấu lại phù hợp với thực tế, đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hoạt động hiệu quả. Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần, bao gồm hàng hải Sài Gòn Thương Tín Phương Đông, Liên doanh Việt Nga, Quốc dân. Theo thẩm quyền, xem xét việc hỗ trợ và quan tâm chia sẻ, phối hợp chặt chẽ đồng hành cùng với nhau vượt qua khó khăn. Đối với những đề xuất cụ thể của Bamboo Airways, điển hình như là việc chấp thuận chủ trương cho thuê đất tại sân bay Tân Sơn Nhất để hãng này đầu tư các công năng hàng không dân dụng, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương xem xét và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Về việc xác định vốn điều lệ, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an theo thẩm quyền xem xét và xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế tâm lục pháp tuần này của chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.